đọc diễn cảm lời Đức Chúa Trời toàn năng, vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9. Họ thực hiện bổn phận chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích và giá tâm của riêng mình. Họ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để đổi lấy vinh quang cá nhân. Phần 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ thông công về lợi ích của Đức Chúa Trời, lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và lợi ích của Hội Thánh. Giờ chưa nói về việc giữa ba lợi ích này có thể có điều gì chung hay không. Nghĩa là khi nói đến một loại lợi ích, thì liệu nó có thể ngang bằng với hai loại còn lại không? Hãy nói về lợi ích của Đức Chúa Trời trước. Vừa rồi chúng ta nói rằng lợi ích của Đức Chúa Trời bao gồm sự vinh quang, lời chứng và danh của Đức Chúa Trời. Quan trọng nhất là kế hoạch quản lý và sự mở rộng công tác của Ngài. Đối với Đức Chúa Trời, đây là điều lớn nhất và quan trọng nhất. Tạm thời chúng ta không đề cập đến vinh quang, danh và lời chứng của Đức Chúa Trời. Những điều này khá xa xôi với con người. Trước hết, hãy nói về công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rốt cuộc đang làm công tác gì? Nội dung công tác của Đức Chúa Trời là gì? Tính chất của những công tác mà Ngài làm này là gì? Công tác của Ngài đem lại điều gì cho nhân loại? Rốt cuộc chúng có ảnh hưởng gì đối với nhân loại? Trước tiên, chúng ta sẽ nói về mấy điều này. Vậy công tác mà Đức Chúa Trời làm rốt cuộc là gì? Là cứu rỗi nhân loại. Chủ đề này không thể thay đổi. Tôn chỉ của công tác cũng không thể thay đổi. Đó là cứu rỗi nhân loại đã bị Satan làm bại hoại sâu sắc dưới quyền thế của nó. Công tác này là để cứu rỗi một nhóm người bị Satan làm bại hoại đến nỗi không còn hình dạng con người. Một nhóm người tràn ngập tâm tính bại hoại của Satan và tâm tính chống đối Đức Chúa Trời, khiến họ trở nên có hình dạng con người, khiến họ hiểu lẽ thật, hiểu được cái gì là chính nghĩa, cái gì là phi chính nghĩa, cái gì là điều tích cực, cái gì là điều tiêu cực. Hiểu được con người nên sống như thế nào mới là sống thể hiện ra hình tượng của con người đích thực. Nên đứng ở vị trí nào mới là vị trí được Đức Chúa Trời tiền định sẵn cho con người. Đây là những nội dung cơ bản trong công tác của Đức Chúa Trời. Và các ngươi đều đã biết về mặt lý luận. Nếu thật sự hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời thì ngươi nên biết rằng Ngài phán xét con người rốt cuộc là để định tội, hủy diệt con người hay là để làm tinh sạch và hoàn thiện họ. Nên biết Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt con người là đẩy con người vào chỗ chết hay là cứu rỗi và đưa họ vào ánh sáng. Chúng ta đều có thể thấy Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều lẽ thật như vậy, vạch rõ các loại tình trạng bại hoại của con người, sửa chữa những lệch lạc và quan niệm của con người trong việc tin Đức Chúa Trời, dẫn dắt con người hiểu được lẽ thật và sống dựa vào lời Đức Chúa Trời, sống thể hiện ra hình tượng giống con người đích thực. Trong số dân được Đức Chúa Trời chọn, một số người đã đạt được vài kết quả như vậy. Đức Chúa Trời vạch rõ tâm tính kiêu ngạo của con người, ngăn cản họ làm siêu nhân, vĩ nhân để họ có thể làm loài thọ tạo chân chính, làm người có lương tâm và lý trí. Đức Chúa Trời vạch rõ thực chất giả hình của người Pharisee, cho con người thấy được bộ mặt giả hình của người Pharisee, đưa con người vào thực tế lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Ngài vạch rõ sự vô lý của văn hóa truyền thống,
sự trói buộc và hãm hại của nó đối với con người, để con người thoát khỏi sự trói buộc của văn hóa truyền thống, có thể tiếp nhận lẽ thật và dựa vào lời Đức Chúa Trời mà sống. Tất cả những điều này đều có thể quy kết thành một điều. Đức Chúa Trời làm công tác cứu rỗi con người là để đưa con người từ trào lưu của thế giới tà ác trở về nhà Đức Chúa Trời. Sau đó hết lòng dạy dỗ, chu cấp lẽ thật và sự sống cho con người, khiến con người hiểu được, nhận biết được thế nào là nguyên tắc làm người chân chính và nên làm người như thế nào. Từ đó thoát khỏi trào lưu tà ác của Satan, thoát khỏi những tổn hại mà đủ loại triết lý và độc tố của Satan gây ra cho họ. Từ đầu cho đến bây giờ, Đức Chúa Trời đã công tác ở đủ mọi khía cạnh. Từ công tác ở thời đại luật pháp, rồi công tác ở thời đại ân điển, cho đến công tác phán xét mà Ngài đang làm ở thời kỳ sau Rốt. Các người đã biết rõ về ba bước công tác này. Vậy thực chất của công tác kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời rốt cuộc là gì? Nó được xác định tính chất như thế nào? Đây là sự nghiệp chính nghĩa nhất giữa nhân loại. Đúng vậy, công tác quản lý và cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời kéo dài đến 6.000 năm. Trong 6.000 năm này, Đức Chúa Trời không nề hà phiền toái mà nhẫn nại, chờ đợi, phán lời và dẫn dắt nhân loại cho tới bây giờ. Ngài không hề từ bỏ. Công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện ở giữa nhân loại là sự nghiệp chính nghĩa nhất. Xét về tính chất công tác mà Đức Chúa Trời làm, thì có phải lợi ích của Đức Chúa Trời là chính nghĩa nhất và chính đáng nhất không? Nếu lợi ích của Đức Chúa Trời được bảo đảm, nhân loại sẽ thế nào? Nhân loại có thể tiếp tục sống tốt, sống thể hiện ra hình tượng giống con người, sống trong quy luật của vạn vật do Đức Chúa Trời ấn định, hưởng thụ tất cả những gì Ngài ban cho nhân loại, và nhân loại sẽ trở thành chủ nhân đích thực của vạn vật. Các ngươi nên thấy được rằng, lợi ích lớn nhất trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời cuối cùng là thuộc về con người. Vậy có phải công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là sự nghiệp chính nghĩa nhất giữa nhân loại hay không? Chuyện này là không thể phủ nhận, không thể nghi ngờ. Đây là sự nghiệp chính nghĩa nhất. Cho nên, nếu một người vì lợi ích của mình mà không ngại làm tổn hại lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, không ngại cản trở sự mở rộng công tác của Đức Chúa Trời, thì đây là loại người gì? Đây rõ ràng là ác đồ, là ma quỷ. Đối với nhân loại, Đức Chúa Trời chỉ chu cấp chứ không đòi hỏi. Trong khi Đức Chúa Trời làm công tác có lợi ích lớn nhất cho nhân loại, thực hiện sự nghiệp chính nghĩa nhất, thì con người không những không cảm kích, không cảm tạ, cũng không biết báo đáp, ngược lại còn làm gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời, mưu cầu lợi ích cá nhân. Người như vậy thì không có chút lương tâm và lý trí nào, còn xứng đáng được gọi là con người sao? Đây chính là ma quỷ và Satan chính hiệu. Đức Chúa Trời làm như vậy mà còn không cảm động được con người, thì con người còn có trái tim không? Không có. Không có trái tim tức là không có lương tâm. Người như vậy không có tri giác của lương tâm. Trong nhân tính mà thiếu lương tâm, thì đây không phải là con người, mà là súc vật, ma quỷ, Satan. Rõ ràng là như vậy. Vì muốn cho con người được cứu rỗi mà Đức Chúa Trời không tiếc trả bất cứ giá nào, không ngại phiền toái mà làm công tác. Bất luận con người hiểu lầm hay nghi ngờ như thế nào, Ngài vẫn nhẫn nại, tiếp tục chu cấp cho con người. Hết lần này đến lần khác nói về đủ mọi khía cạnh của lẽ thật, để cho con người hiểu từng chút một, khiến họ nghĩ lại và kiểm điểm,
để họ có thể lý giải và hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Khi người ta nghe thấy những lời này của Đức Chúa Trời, thì lúc ấy cũng cảm động mà rơi nước mắt. Nhưng khi ngoảnh đầu quay đi thì chẳng những không quan tâm đến tâm ý của Ngài, mà còn mưu cầu lợi ích của mình như thường, mưu cầu được phúc như thường. Các ngươi nói xem, dạng người như vậy có phải là không có lương tâm và lý trí hay không? Người như vậy thiếu thứ gì nhất? Thứ họ thiếu nhất là lương tâm và lý trí, là nhân tính. Đức Chúa Trời vô cùng nhẫn nại và nhận hết đau khổ để đến công tác và cứu rỗi con người. Vậy mà con người còn hiểu lầm Ngài, luôn đối chọi với Ngài, luôn bảo vệ lợi ích của mình mà không quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ luôn muốn mình sống trong vẻ vang, nhưng lại không muốn cống hiến cho vinh quang của Đức Chúa Trời. Làm như thế thì còn có chút nhân tính nào không? Mặc dù con người luôn miệng kêu là phải làm chứng cho Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng lại nghĩ, đây là công tác tôi đã làm và đã đạt được kết quả. Tôi cũng đã nỗ lực và trả giá. Tại sao không làm chứng cho tôi? Con người luôn muốn được chia một phần vinh quang và lời chứng của Đức Chúa Trời. Nhưng họ có xứng đáng không? Hai chữ vinh quang không thuộc về con người, chỉ có thể thuộc về Đức Chúa Trời, thuộc về đấng tạo hóa, chứ không liên quan gì đến nhân loại thọ tạo. Cho dù con người đã ra sức, đã phối hợp, thì đó cũng là dưới sự dẫn dắt và công tác của Đức Thánh Linh. Nếu không có Đức Thánh Linh làm việc, con người có thể làm gì chứ? Hai chữ làm chứng này cũng không thuộc về con người. Cho dù là động từ làm chứng hay danh từ lời chứng, thì bản thân hai chữ này đều không liên quan gì đến nhân loại thọ tạo. Chỉ có đấng tạo hóa mới xứng đáng được con người làm chứng, xứng đáng có được lời chứng của con người. Chuyện này được quyết định bởi thân phận, địa vị và thực chất của Đức Chúa Trời, cũng bởi vì tất cả những gì Đức Chúa Trời làm đều là do Ngài đánh đổi, nên Ngài xứng đáng có được. Điều con người có thể làm được thì quá hữu hạn, và đều là kết quả từ việc được Đức Thánh Linh khai sáng, dẫn dắt và hướng dẫn. Với bản tính của con người, khi hiểu được một chút lẽ thật và có thể làm được chút công tác, thì họ liền kiêu ngạo. Nếu không có sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đi kèm, thì không ai có thể đạt đến việc thuận phục và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nhờ sự tiền định của Đức Chúa Trời, con người có chút ân tứ hoặc sở trường, học được chút kỹ thuật nghiệp vụ, có chút khôn lanh, thế là họ xem mình là không ai sánh bằng, luôn muốn chia phần vinh quang và lời chứng của Đức Chúa Trời với Ngài. Đây có phải là không có lý trí hay không? Họ thật không có lý trí, đứng sai chỗ, không coi mình là con người mà coi mình là loài khác, coi mình là siêu nhân. Con người không biết mình có thực chất và thân phận gì, nên đứng ở vị trí nào, tức là không tự mình biết mình. Sự khiêm nhường của con người không phải là do hạ mình, mà con người vốn dĩ hèn mọn và ti tiện. Sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời mới là do hạ mình. Nếu nói con người hèn mọn là còn đề cao họ, thực ra là ti tiện mới đúng. Con người luôn muốn tranh giành danh lợi và địa vị, tranh giành dân của Đức Chúa Trời với Ngài. Như thế chính là đảm nhận vai trò Satan, là bản tính của Satan. Họ thật sự là hậu duệ của Satan, không sai chút nào. Nếu như Đức Chúa Trời ban cho con người chút thẩm quyền và năng lực, con người cũng sẽ làm dấu kỳ và phép lạ, sẽ làm một số chuyện phi thường, cứ cho là họ làm đúng theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và làm giống y hệt Ngài,
nhưng con người có thể vượt qua Đức Chúa Trời không? Không bao giờ. Bản lĩnh của Satan, của Thiên Sứ Trưởng không hơn con người sao? Chúng luôn muốn vượt qua Đức Chúa Trời, nhưng kết quả cuối cùng là gì? Cuối cùng vẫn phải xuống vực sâu không đáy. Đức Chúa Trời vĩnh viễn là hiện thân của chính nghĩa, còn Satan, ma quỷ và Thiên Sứ Trưởng luôn là hiện thân của tà ác và đại diện cho lực lượng tà ác. Đức Chúa Trời mãi mãi chính nghĩa. Sự thật này là điều không thể thay đổi. Đây là khía cạnh siêu phàm và phi thường của Đức Chúa Trời. Cho dù nhân loại nhận được toàn bộ lẽ thật của Đức Chúa Trời từ Ngài, thì họ cũng chỉ là một loài thọ tạo nhỏ bé, không thể vượt qua Đức Chúa Trời. Đó là sự khác biệt giữa con người và Đức Chúa Trời. Con người chỉ có thể sinh tồn một cách có trật tự trong mọi quy luật và quy tắc do Đức Chúa Trời đặt ra. Cũng chỉ có thể quản lý mọi thứ mà Đức Chúa Trời tạo ra trong các quy luật và quy tắc này. Con người không thể sáng tạo bất kỳ sinh vật gì, cũng không thể thay đổi số phận của nhân loại. Đây là sự thật. Sự thật này nói lên điều gì? Đó là dù Đức Chúa Trời ban cho nhân loại bao nhiêu thẩm quyền, tài cán, cuối cùng cũng không ai có thể vượt qua thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Bất luận trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, hay bất luận nhân loại có bao nhiêu người, thì nhân loại vĩnh viễn chỉ có thể sinh tồn dưới thẩm quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đây là sự thật không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nghe xong những điều này, các ngươi cảm thấy thế nào? Có người nói, trước kia trong ý thức của mình, con có nghĩ đến những chuyện này. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, con cảm thấy bản lĩnh của mình dần dần lớn lên, tăng lên theo tuổi tác. Tư tưởng cũng gần như trưởng thành, cũng có thể suy nghĩ rất chu toàn về rất nhiều vấn đề. Khi nghe nhiều lời Đức Chúa Trời hơn, con cũng có thể hiểu được một chút ý tứ của Ngài. Thế là con cảm thấy mình lớn mạnh, không cần Đức Chúa Trời tể trị nữa. Không biết từ lúc nào, con cảm thấy mình giỏi rồi, đạt được Đức Chúa Trời rồi. Thứ cảm giác này có tốt hay không? Không tốt. Sao lại không tốt? Đó không phải là dấu hiệu tốt. Vậy dấu hiệu tốt là gì? Đó là khi con người càng sống càng cảm thấy con người như bụi đất, không bằng con kiến. Bất luận con người lớn mạnh như thế nào, có tôn nghiêm như thế nào, hiểu được bao nhiêu đạo lý, tư tưởng trưởng thành cỡ nào, thì con người cũng không vượt qua được sự tể trị của Đức Chúa Trời. Con người càng sống càng có thể cảm nhận được sự vĩ đại và toàn năng trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Càng sống càng cảm thấy con người nhỏ bé và Đức Chúa Trời là không thể dò lường. Tâm tình như vậy mới là bình thường. Các người hiện tại có tình trạng như vậy hay không? Vẫn chưa, phải không? Các người vẫn thường xuyên vật lộn, vẫn quanh quẩn bên bờ vực lợi ích, thậm chí có lúc còn phát ra một vài tín hiệu nho nhỏ, nói rằng, sao Đức Chúa Trời không chia sẻ một ít lợi ích của Ngài với con? Sao Ngài không khen ngợi con? Sao Ngài không để những người xung quanh coi trọng con một chút? Sao không để người ta làm chứng cho con? Con cũng đã trả giá, có công lao. Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho con như thế nào đây? Các người thường đắm chìm trong một loại tâm thái tự mãn, đắc chí, thường không biết mình là ai, thường cảm thấy bản thân đã ổn rồi. Tình trạng này là không bình thường. Đây không phải là sự tiến bộ của sự sống. Đây gọi là gì?
tâm tính bại hoại lại bành trướng nữa rồi. Có những người thật thà và khiêm tốn hơn khi không có công lao. Nhưng khi làm được chút việc lớn và có chút công lao, thì họ liền cảm thấy mình có vốn liếng. Khi nhìn thấy những người xung quanh mình, họ suy nghĩ: sao các anh không báo cáo về công lao của tôi? Các anh làm chứng cho danh của Đức Chúa Trời và thực chất của Ngài. Vậy cớ sao không giới thiệu tôi chứ? Cho dù không làm chứng cho tôi thì giới thiệu một chút cũng được mà. Tôi, một người chị em tên này tuổi nọ, đã tin Đức Chúa Trời 25 năm. Đến nay đã 45 tuổi, vẫn chưa kết hôn, độc thân một mình, ngoan đạo và nhiệt tình mưu cầu. Vì là trụ cột của hội thánh mà tôi đã nhiều lần bị chính phủ Trung Cộng phát lệnh truy nã, lùng bắt nên phải lẩn trốn khắp nơi. Tôi đã lưu lạc qua hơn 10 tỉnh rồi ra nước ngoài. Từ đó về sau, tôi vẫn đảm nhiệm vị trí người phụ trách công tác quan trọng trong nhà Đức Chúa Trời. Trong thời gian này, tôi đã đưa ra rất nhiều kiến nghị, phương pháp và ý tưởng mang tính xây dựng cho một công tác nào đó của nhà Đức Chúa Trời. Đã có những cống hiến không thể phai mờ đối với việc thúc đẩy công tác của Hội Thánh và mở rộng phúc âm của Vương quốc. Tại sao không giới thiệu tôi như vậy? Tại sao Đức Chúa Trời không ban cho tôi những hoàn cảnh và trường hợp để tôi phát huy chút tài năng cá nhân của mình, để mọi người có thể hiểu và biết về tôi? Tại sao Đức Chúa Trời luôn áp chế chúng tôi? Nhà Đức Chúa Trời cũng đâu có tự do lắm, đâu có thoải mái, giải phóng, vui vẻ lắm. Cô này còn muốn thoải mái, giải phóng và vui vẻ hơn nữa. Làm sao có thể thoải mái, giải phóng và vui vẻ hơn nữa đây? Đưa người lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng chăng? Sau khi đưa người lên vị trí đó thì giới thiệu qua một lượt. Người này là danh y trên thế giới, đoạt được giải nhất danh y quốc gia. Sau đó được ghi danh trong bách khoa toàn thư về danh y trên thế giới. Đã hoàn thành quá nhiều bài luận văn. Sau khi đến nhà Đức Chúa Trời vẫn là trụ cột, nhân tài, bây giờ lại làm lãnh đạo cấp cao. Có phải như vậy thì cô sẽ vui mừng hay không? Cô sẽ cảm thấy: tôi là nhân tài, trước đây tôi là người nổi tiếng, đến nhà Đức Chúa Trời vẫn là người nổi tiếng. Là vàng thì đi đến đâu cũng tỏa sáng, không ai che lại được. Tài cán này của tôi phải được phô ra. Mặc dù Đức Chúa Trời không làm chứng, nhưng những sự thật này đã làm chứng vang dội cho tôi rồi. Ý nghĩ này như thế nào? Nếu ngươi còn chưa buông bỏ được việc mưu cầu danh lợi một ngày nào, vì thì ngươi vẫn bị danh lợi, địa vị trói buộc, không thể đạt được sự thoải mái, vui vẻ thực sự. Chỉ cần ngươi vẫn còn bị xiềng xích của danh lợi trói buộc, hạn chế, ràng buộc, thì ngươi sẽ không thể tiến lên phía trước trong việc mưu cầu lẽ thật, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Có người nói: liệu con có tụt lùi hay không? Thực ra, chỉ cần không tiến lên thì chính là dậm chân tại chỗ, là đang tụt lùi. Điều này cho thấy thực chất bản tính của ngươi chính là thứ này. Bất kể ngươi tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm thì cũng không bao giờ có tiến bộ. Cho dù ngươi tin đến cuối cùng thì vẫn có thể làm rất nhiều việc ác. Có thể nói một cách chắc chắn rằng ngươi sẽ bị tỏ lộ. Người như vậy một khi có hoàn cảnh thích hợp, một khi có địa vị thì sẽ bộc lộ dã tâm của mình. Thực ra, khi không có hoàn cảnh thích hợp và không có địa vị thì họ sẽ không có dã tâm sao? Họ vẫn sẽ có dã tâm. Họ chính là thứ này, là thực chất này. Dã tâm của họ không che đậy được. Một khi có hoàn cảnh thích hợp, nó lập tức sẽ bùng nổ. Có muốn kiềm chế cũng không được.
và họ sẽ bắt đầu làm điều ác, sẽ hoàn toàn bộc lộ ra thứ xấu xí của ma quỷ. Đây là trường hợp bị tỏ lộ. Người phải lĩnh hội chữ tỏ lộ như vậy. Không phải là Đức Chúa Trời tỏ lộ ngươi, mà là Đức Chúa Trời cho ngươi một cơ hội để rèn luyện, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu mà còn biểu diễn ra. Vậy ngươi bị tỏ lộ thì có đáng đời hay không? Đây là lựa chọn của chính ngươi, không phải Đức Chúa Trời cố ý muốn tỏ lộ và đào thải ngươi, mà là ý định và dã tâm của ngươi tỏ lộ chính ngươi. Ngươi oán trách ai bây giờ? Có phải chúng ta đã thông công khá đủ về khía cạnh lẽ thật liên quan đến lợi ích của con người và lợi ích của Đức Chúa Trời rồi không? Lợi ích của con người là gì? Chính là những thứ mà con người mưu cầu, bao gồm danh lợi và địa vị, dã tâm và dục vọng được phúc, cả thể diện và hư vinh, gia đình và người thân, cũng như lợi ích vật chất của con người, vân vân. Thực chất lợi ích của con người là ích kỷ và đê tiện, là tà ác, thuộc về Satan, đi ngược lại với lẽ thật, gây gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Còn lợi ích của Đức Chúa Trời là sự nghiệp cứu rỗi nhân loại chính nghĩa nhất, đại diện cho tình yêu thương và công tác của Đức Chúa Trời, đại diện cho sự thánh khiết và công chính của Ngài. Cho nên, Đức Chúa Trời bảo vệ lợi ích của mình là chính đáng, là đang bảo vệ một sự nghiệp chính nghĩa. Không phải là Đức Chúa Trời ích kỷ muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Đó là chính nghĩa, chính đáng, là đem lại lợi ích không đo lường nổi đối với nhân loại mà Đức Chúa Trời cứu rỗi. Chỉ khi Đức Chúa Trời bảo vệ lợi ích của Ngài, nhân loại mới có thể được cứu rỗi, mới có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa từ đó, đạt được lẽ thật, đường đi và sự sống, cuối cùng trở thành loài thọ tạo đích thực, sống trong mọi quy luật và quy tắc mà Đức Chúa Trời ấn định, sống giữa vạn vật được tạo sẵn mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Chỉ có như thế thì nhân loại mới có thể đạt được hạnh phúc, đạt được cuộc sống tốt đẹp đích thực. Có phải mọi việc Đức Chúa Trời làm là sự nghiệp chính nghĩa không? Quá chính nghĩa. Những công tác, sự quản lý của Đức Chúa Trời và tất cả những công tác trong hội thánh liên quan đến việc Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại, chẳng hạn như rao truyền phúc âm, làm phim, viết bài về lời chứng, làm video, dịch lời Đức Chúa Trời và duy trì trật tự bình thường của đời sống hội thánh, những công tác này đều rất quan trọng và phải được bảo đảm. Còn có khía cạnh trong việc bảo đảm cuộc sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, những người thực hiện bổn phận. Tuy rằng đây là công tác cơ bản nhất, tương tự công tác hậu cần, dường như không liên quan nhiều đến công tác chủ yếu của nhà Đức Chúa Trời, nhưng nó cũng rất quan trọng và cũng cần phải được đề cập một chút ở đây. Những chuyện ăn, mặc, ngủ, đi lại bình thường là điều mà Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn cho con người, cũng là nhu cầu xác thịt chính đáng nhất mà trong nhân tính bình thường nên có. Đức Chúa Trời sẽ không lấy đi những nhu cầu mà sẽ bảo vệ chúng. Đối với những thứ Ngài muốn bảo vệ, nếu như ngươi luôn gây nhiễu loạn và gián đoạn, luôn phá đám, luôn xem thường, luôn có quan niệm và ý kiến đối với chúng, vậy thì ngươi luôn nói ngược lại và đối lập với Đức Chúa Trời. Ngươi không xem công tác và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời là trọng yếu, luôn muốn phá đám, phá hoại, hoặc là luôn muốn kiếm lợi, gian dối, chiếm đoạt từ đó. Vậy Đức Chúa Trời có nổi giận với ngươi hay không? Hậu quả của việc Đức Chúa Trời nổi giận là gì? Chúng con sẽ bị trừng phạt. Đó là điều chắc chắn.
Ngài sẽ không tha thứ cho ngươi. Chắc chắn là không. Bởi vì việc ngươi làm là phá hủy và phá hoại công tác của Hội Thánh, là xung đột với công tác và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Đó là việc đại ác, là đứng ra đối đầu với Ngài, xúc phạm trực tiếp đến tâm tính của Ngài. Như thế thì làm sao Ngài có thể không nổi giận với ngươi cho được? Nếu như có một vài người vì tố chất kém mà không đảm đương nổi công tác, trong lúc vô ý mà làm những việc gây nhiễu loạn và gián đoạn, thì chuyện này còn có thể tha thứ. Nhưng nếu như ngươi vì lợi ích cá nhân mà đố kỵ, tranh chấp, cố ý làm những việc gây gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì đây là đã biết rõ mà còn cố ý vi phạm, là xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ tha cho ngươi sao? Trong công tác của kế hoạch quản lý 6.000 năm của mình, toàn bộ tâm huyết của Đức Chúa Trời chính là ở đây. Nếu ngươi đối kháng với Ngài, cố ý làm tổn hại lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, cố ý dùng việc gây tổn hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời làm cái giá để mưu cầu lợi ích cá nhân, mưu cầu danh vọng và địa vị cá nhân, không ngại phá hủy công tác của Hội Thánh, khiến cho công tác của nhà Đức Chúa Trời bị cản trở, phá hoại, thậm chí khiến cho vật chất, tiền tài của nhà Đức Chúa Trời bị tổn thất rất lớn, thì các ngươi nói xem, người như vậy có nên tha thứ hay không? Không nên. Các ngươi đều nói không thể tha thứ, vậy Đức Chúa Trời có giận dữ với loại người này hay không? Chắc chắn là có. Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi con người, thực hiện công tác lớn lao như vậy. Ngài vì nó mà bỏ ra toàn bộ tâm huyết và sự trả giá của mình. Đức Chúa Trời xem sự nghiệp chính nghĩa nhất này là trọng yếu như vậy. Toàn bộ tâm huyết và sự trả giá của Ngài đặt trên những người mà Ngài muốn cứu rỗi. Mọi kỳ vọng của Ngài cũng đặt trên những người này. Thành quả và vinh quang mà Ngài muốn kế hoạch quản lý 6.000 năm cuối cùng đạt được, toàn bộ phải thành hiện thực trên những người này. Nếu có người đứng ra đối đầu, đối kháng với Ngài, quấy nhiễu và phá hoại kết quả của chuyện này, thì Đức Chúa Trời có tha thứ cho hắn hay không? Đó không phải là xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời sao? Người luôn miệng nói đi theo Đức Chúa Trời, mưu cầu được cứu rỗi, tiếp nhận sự dò xét và dẫn dắt của Ngài, tiếp nhận và thuận phục sự phán xét và hình phạt của Ngài. Nhưng trong khi nói những lời này, ngươi lại gây gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại các công tác của Hội Thánh. Bởi vì ngươi gây gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại, bởi vì ngươi sơ suất hoặc sao lãng nhiệm vụ, hoặc bởi vì ham muốn ích kỷ của ngươi, vì mưu cầu lợi ích của bản thân ngươi mà làm tổn hại đến lợi ích nhà Đức Chúa Trời, lợi ích của Hội Thánh, vân vân. Thậm chí làm cho công tác của nhà Đức Chúa Trời bị nhiễu loạn và phá hoại nghiêm trọng. Vậy trong sổ sinh mệnh của ngươi, Đức Chúa Trời nên cân nhắc kết cục của ngươi như thế nào? Ngài sẽ xác định tính chất của ngươi như thế nào? Công bằng mà nói thì ngươi đáng bị trừng phạt. Cái này gọi là đúng người đúng tội. Hiện tại các ngươi hiểu được gì rồi? Lợi ích của con người là gì? Thực ra, lợi ích của con người đều là dục vọng xa xỉ. Nói trắng ra đều là cám dỗ, đều là giả tạo, đều là mồi nhử để Satan cám dỗ con người. Mưu cầu danh lợi, địa vị và lợi ích chính là phối hợp với Satan làm điều ác, là đối kháng với Đức Chúa Trời. Vì muốn ngăn cản công tác của Đức Chúa Trời mà Satan dựng lên đủ loại hoàn cảnh để thử thách, quấy nhiễu, mê hoặc con người, cản trở con người đi theo Đức Chúa Trời, khiến họ không thể thuận phục Ngài. Ngược lại còn phối hợp với Satan, đi theo Satan,
cố ý đứng lên gây nhiễu loạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thông công lẽ thật như thế nào, họ cũng không tỉnh ngộ. Nhà Đức Chúa Trời tỉa sửa như thế nào, họ cũng không tiếp nhận lẽ thật. Họ không có chút thuận phục nào với Đức Chúa Trời, thay vào đó là khư khư cố chấp, hoành hành ngang ngược. Kết quả là họ gây nhiễu loạn và phá hoại công tác của Hội Thánh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tiến triển của đủ mọi công tác của Hội Thánh, khiến lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn cũng chịu tổn thất rất lớn. Tội ác này quá lớn, những người như vậy chắc chắn phải chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời.